sa'yo rin. Hello. Kering kembali. À, cuối cùng cũng sắp xong. À. Tôi dán từ Ủa dán cái này mắc không anh? Dạ. Dán cái này mắc không? Mắc tiền luôn, ý là ý là trong tấm này nó có keo sẵn hay sao anh? Đó là mình răng keo lên. Ý, trời, răng keo lên hả? Này là bằng giấy. Ờ. Bằng giấy. Ở trong là giấy, ở ngoài là chất da, không chấm hóng nước. Rộng. Ý là người ta sẽ làm xong bắt đầu tôi dán cái này, là nhìn giống y như là sơn đó các bạn, nhìn nó là sơn, mà cái tấm này ở phía trong hình như là giấy, ở phía ngoài nó mới là một cái chất gì đó dẻo dẻo quá. Xong rồi đó người ta dán vô này, nhưng mà dán cái màu này với nó giống với cái màu gỗ này, cái sàn á, cái sàn. À, nhưng mà ý là nó sẽ làm cho cái phòng nó hơi tối á. Đây thì gắn kiến. Kiến. Wow, nhìn cũng hoành tráng ha. Rồi.